Chắc là rất vậy. Trình là tập số 3, vẽ và mô phỏng mô đun mà chọn kiếm kết hợp 4 phi đòn. Yêu cầu ban đầu là 4 phi đòn nguyên vị, 4 như vậy. Mỗi lần muốn một kiếm thì kiếm đó được chụp vào 4 phi đòn từ bên phải. Đây cho tôi bài phần cứng. Bài phần cứng này nó giống như cái bài lúc trước, là cái bài ba kiếm hết cao và clear. Tôi cho rằng hay những con vector đơn thành các bay đòn. Thực ra đổi chân mỗi tăng đổi chân như sáu cho các chữ dừng nghe và chữ 17 và các chữ chữ tư chữ tư CB đầu tiên là nó điện trở 10 kg. Tôi đang cần thêm cái rút ngắn cho bài này.
tôm nước tại đó nhỏ đi nó điện xong 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 tập tính người ta nó quen người ta có người ta khai báo cái tuyến MB một không hai phần ba mình tuần 8 biết khai báo tuyến MBT mình 6 biết một tí ta setup hoặc tôi chơi chốt và chúng ta xuất ra bốn công thức hai đoạn là bốn cái gạch ngang, bốn gạch ngang có mã là 1011111 rồi ta đặt cái biến MB là thay 4 x 4 ốp rồi một nhánh khi mà ta nhấn vào một cái tuyến nào đó thì nó sẽ dịch từ bên hải qua từ hàng không cho nên hàng không dịch của lần một một dịch vào số hai hai dịch vào số ba chúng ta xuất ra 4 cái độ mai trong chúng có chưa Thank you.